Chào mừng các bạn đã đến với trận đấu Custom diễn ra vào mỗi tối hàng ngày. Thì chúng ta trước tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua một số vị trí của các game thủ với map Lipany. Đầu tiên ở phía bên trên góc bên phải của bản đồ, đó chính là vị trí của Vincent cầm cho mình quân Pháp. Tiếp theo đó là thành biển sâu cầm cho mình quân Ả Rập. Và phần bên trên nằm bờ cầm cho mình quân Trung Quốc. Và bên cạnh đó là Asiflame cầm cho mình đó là quân Nga. Đối diện với Asiflame đó chính là team bên kia nằm bên dưới của phần bên trái của bản đồ, đó chính là Zakatkin. Zakatkin cầm cho mình quân Anh. Tiếp theo đó là Black Kaiser cầm cho mình quân Pháp, khá là quen thuộc. Phía dưới là Đại Nhân. Đại Nhân hôm nay cầm cho mình quân La Mã. Có lẽ là một bài mới chăng. Tiếp theo ngoài cùng, Chicken Law cầm cho mình Trung Quốc. Đầu tiên thì một số game thủ đang đi cho mình những bước đầu tiên rồi. Bên này thì thành biển sâu, chúng ta cùng xem anh ta kiếm bao nhiêu kill. Thành biển sâu lấy cho mình được 5 kill. Tiếp theo Black Kaiser lấy cho mình được khoảng 7 con kill. Chicken Law thì cầm quân Trung Quốc nhưng đi sang nhà đối phương không dò cho mình con kill nào. Số lượng kill đang là 1. Có lẽ là kill của nhà mình chạy sang rồi. Zakatkin cũng lấy cho mình được khoảng 4 con kill. Asiflame cầm cho mình quân Nga. Có nghĩa có lẽ là anh ta đang xin cho mình hai con giò để có thể vừa đi bắn hiêu và vừa đi tìm cho mình được sói và kiều. Lumber được đánh giá là đánh Trung Quốc trong game trước là khá mạnh. Không biết lần này anh ta có thể hiện được phong độ anh ta như trước không. Lumber thì cũng đã lấy cho mình được khá nhiều kiều và tài nguyên của anh ta cũng đã gần đủ để lên 2 rồi. Có lẽ là đóng cho mình một học viện đế quốc chăng. Với một thế trận ở trong cánh, có lẽ là anh ta sẽ không phải quá sợ khi lên cho mình luôn một chiếc thành mặt trời. Bên này thì anh Vincent đang có cho mình một con kiều. Bên cạnh đó khả năng là sắp có 2 rồi, nhưng khả năng là đã trả kiều về nhà. Lượng kiều của anh Vincent khá là nhiều, 13 con. Chính xác là 14 con, một con vừa ăn xong. Ở phía dưới này thì Chicken Law đã ra cho mình một thành mặt trời để bảo vệ bãi vàng và bãi đá. Bên cạnh đó Zakatkin thì đã đóng cho mình một nhà nguyện. Theo mình đánh giá thì nhà nguyện này khá là đẹp, bởi vì đã vừa lấy được gỗ và vừa lấy được vàng. Trong khi đó thực của Đại Nhân cũng lấy đây luôn. Bên này thì có lẽ là Black Kaiser đã đóng cho mình một trường đào tạo kỵ binh từ khá sớm. Trong khi đó Vincent cũng đã đóng xong cho mình đời 2 rồi. Việc mà cho rất là nhiều dân đóng nhà đời thì Vincent đã thành công lên đời 2. Và có lẽ là đang sóc cho mình những con kỵ lặng. Game thủ Vincent đang cho rất là nhiều dân ăn vàng. Có lẽ là một bài châu kỵ lặng đời 2 chăng. Với một cái địa hình ngoài cánh như thế này thì có lẽ là Chicken Law đang ra cho mình trường bắn, chứ không phải lính giáo. Khi mà Chicken Law ra cho mình trường bắn, có lẽ là khả năng sẽ ra liên lỏ. Nên nào, liên lỏ là một con được đánh giá khá mạnh. Khi liên lỏ được tụ tập lại rất đông thì những con kỵ nặng của Pháp đời 2 cũng không là vấn đề. Bên này thì Number đã ra cho mình được thành mặt trời rồi. Anh ta đang đi ăn đá, bắt đầu đi ăn đá để ra cho mình thêm nhà chính thứ 2. Mình nghĩ rằng là với cái địa hình như này thì Number sẽ đóng một cái thành mặt trời ở khu vực này. Nhưng không, anh ta đóng cho mình trước thành mặt trời để có thể an toàn ăn thực và ăn đá. Number hôm nay có một cái địa hình có 3 bãi vàng ngay gần nhau. Bên này thì Zakatkin đã ra cho mình được những con cung gỗ để bảo vệ bãi vàng của mình. Bên này thì Asiflame cũng đã đóng cho mình nhà chính thứ 2 rồi và thành công lên 2 rồi. Vẫn chưa ra cho mình được những nhà quân. Không biết là Zakatkin có đẩy sớm hay không. Zakatkin đã ra cho mình thêm nhà chính thứ 2 rồi.
Gia Kiên vẫn chưa có ý đồ là đẩy khi chưa ra cho mình được một cái nhà lính. Khi mà những con cung gỗ này mà không có lính giáo đi theo thì rất nguy hiểm đối với kỵ của Pháp. Bên này thì kỵ của Vincent đã chọc vào bãi vàng của đại nhân rồi. Đại nhân thì cũng đã đủ tài nguyên để lên ba. Anh ta lựa chọn cho mình là nhà thờ Relic. Liệu là có lấy cho mình được những cái Relic không? Ở gần nhà thì đang có rất nhiều. Một cái, hai, ba. Thậm chí là bốn. Phía bên nhà của Chicken Lord. Ở phía bên này thì Black Kaiser cũng đang chạy ngựa sang nhà của Vincent. Trong khi đó, anh Vincent được coi là một người khá là dày dặn kinh nghiệm. Nên Black Kaiser cũng đã dồn sang đánh rồi. Bên này thì ngựa của Black Kaiser cũng đã tấn công vào. Có lẽ là sẽ đi Harad thôi. Bởi vì số lượng kỵ của Black Kaiser đang ít hơn so với Vincent. Bên này thì Icy Flame vẫn đang miệt mài phát triển. Không, Icy Flame đã ra cho mình được 3 chủng ngựa rồi. 3 chủng ngựa và 1 trường bắn. Chúng ta cùng điểm qua một số tài nguyên của các game thủ. Bên này thì tài nguyên của đại nhân đang khá dồi dào về thực khi chuẩn bị lên 3 thành công. Bên này thì Lumber cũng đã ra cho mình 2 nhà chính rồi. Có lẽ là một bài nhảy 3 thôi. Mình đang chưa thấy những cái nhà quân đến từ Lumber. Bên này thì Thành Biển Sâu đã ra cho mình 3 nhà lính rồi. Có lẽ là một bài đánh đời 2 luôn chăng. Nhưng Thành Biển Sâu đang có lực để lên 3 rồi. Đang đủ tài nguyên để lên 3 rồi, chỉ thiếu một tí thực nữa thôi. Phía bên này thì hai con kỵ nặng của ICV lên đang đánh, đang tấn công vào bãi vàng của Gia Cát Kiên. Gia Cát Kiên mình đánh giá là thế nhà. Khi bãi vàng nằm trước mặt này là ăn vàng là hơi khó. Nhưng với một quân anh ở đời 2, có lẽ là vàng không quá là quan trọng. Gia Cát Kiên cần ra cho mình những con lính giáo nhiều hơn. Khi bên phía bên kia ICV lên đang ra cho mình rất nhiều kỵ nặng, cùng với đó là kỵ nhẹ. Chính xác là kỵ nhẹ nhiều hơn kỵ nặng. Bên này thì Number cũng đã đủ thực để lên 3 rồi. À, đủ vàng để lên 3, xin lỗi. Đủ vàng để lên 3. Còn thiếu khoảng 700 thực nữa để lên lên 3. Phía bên dưới của bản đồ, đó chính là Chicken Lord đã ra cho mình hai nhà cung, cùng với đó là nhà giáo, để có thể tấn công vào nhà của Vincent. Trong khi đó Vincent đã ra cho mình được khá là nhiều kỵ. Vincent đã ra cho mình được khá là nhiều kỵ rồi. Thế nên là một vài con giáo nó không phải là vấn đề. Ở đây thì đại nhân cũng đã lấy thành công cho mình được một cái relic rồi. Anh ta đang vẽ cho mình những cánh ruộng. Chúng ta cùng xem lượng tài nguyên của đại nhân. Đại nhân bây giờ mới đủ gỗ để xây cho mình được 2 nhà lính. Bên này thì Vincent đang tấn công vào nhà của Black Kaiser. Black Kaiser trong trường hợp này mình vẫn đang không hiểu tại sao Black Kaiser lại ăn vàng tận đây ạ. Trong khi đó lượng vàng ở nhà đang khá là nhiều. Anh ta lo đào vàng xa trước chăng? Bên này thì kỵ ở nhà của Black Kaiser đang là khá ít. Có lẽ là đang hướng về phía của Icy Flame để tấn công nhà của Icy Flame. Đúng là như vậy. Ở đây thì Gia Cát Kiên đang kết hợp cùng với Black Kaiser để đẩy nhà của Icy Flame. Gia Cát Kiên không ra cho mình được những chiếc ram thì có lẽ là rất khó để đẩy vào nhà của Icy Flame. Bên này thì Icy Flame đang vẽ cho mình những nhà lính. Nhưng ở đây cũng đã có cung của anh rồi. Việc những con lính giáo nó không phải là vấn đề. Không biết rằng là Icy Flame chống đỡ kiểu gì đây. Trong khi đó thì Number, một người cùng cánh, cũng đã lên 3 thành công rồi. Number đã ra cho mình được những con kỵ nặng. Những con kỵ nặng đời 3 của Trung Quốc nó rất khỏe. Với số lượng giáo không phải là quá đông thì nó không phải là vấn đề. Nhưng kỵ của Black Kaiser đang phải rút về để bảo vệ nhà của mình. Bên này thì đại nhân đã ra cho mình những con giáo. Nhưng việc không tụ tập được giáo quá đông, cái việc mà không đưa tụ được giáo quá đông thì sẽ không phải là vấn đề đối với kỵ Pháp.
Bên này kỵ của Vincent đang cố gắng tấn công vào nhà của Chicken Law, nhưng mà Chicken Law đã rào cho mình được nhà của mình lại rồi. Bên này Chicken Law đang có ý đồ đẩy vào nhà của Vincent, nhưng nhà của Vincent đã có Miriam của Thành Biển Sâu bảo vệ rồi. Bên này có lẽ là Thành Biển Sâu ra cho mình rất nhiều Miriam để tấn công vào nhà của Chicken Law. Chicken Law đang kéo cho mình những con liên lỏ về để thủ nhà rồi. Sáng ra nó đắp thế nhỉ. Khi lượng giáo của đại nhân đang là khá đông rồi thì có lẽ kỵ pháp khó có thể đánh lại được. Bên này đại nhân quyết định là mê đà ham kẹp với cả lính giáo để có thể đẩy vào nhà của Vincent. Phần bên trên này thì Gia Cát Kiên cùng với Number đang tấn công vào nhà của IC Flame. IC Flame chỉ có cho mình được lính giáo, một vài con cung và một vài kỵ nặng. Bên trên này là khá đông kỵ nặng của Black Kaiser. Trong khi đó thì Lumber đang ra cho mình những con kỵ nặng để sang cứu trợ nhà của IC Flame rồi. Gia Cát Kiên đang đẩy từng những nhà quân của IC Flame ra cho mình hai chiếc ra. Có lẽ là sẽ đẩy được những cái nhà quân này nhanh thôi. Nhưng kỵ nặng của Trung Quốc đang sang cứu trợ rồi. Phía bên dưới này thì Vincent đang harass vào nhà của đại nhân. Đại nhân đang mất rất nhiều lính bởi vì đang mải đánh nhau ở phía trên này. Phía bên trên này khi mà Thành Biển Sâu đã ra cho mình được Medaam giáp tầm xa cộng 2 rồi thì liên nỏ không phải là vấn đề. Chicken nó mình nghĩ rằng là phải cơ cấu lên 3 thôi. Khi mà không có cho mình được những con nỏ binh thì sẽ rất khó để đánh những con Medaam này. Ở phía bên dưới này thì Vincent điều quân harass là khá tốt. Lượng quân đời 3 của đại nhân không thể cứu trợ được nhà của Chicken No. Vậy nên là những con Medaam đời 3 của Thành Biển Sâu nó là rất khỏe. Phía bên trên của bản đồ thì Number đã có cho mình được khá là chính xác là 5 con kỵ nặng. Không, chính xác là đang rất nhiều kỵ nặng đây. Có lẽ là sẽ thủ được thôi. Nhưng Black Kaiser cũng nhiều kỹ năng không kém. Nhưng kỹ năng của Black Kaiser chỉ là kỹ năng đời 2 thôi. Bên này là kỹ năng đời 3. Và rất nhiều giáo của IC Flame ở đây. Trong khi đó thì hai chiếc ram, chính xác là 3 chiếc ram của Gia Tắc Kiên đang ủi từng nhà quân. Bên này thì có nhẽ lẽ là Lumber đang điều quân ăn những cung gỗ của Gia Tắc Kiên thôi. Number cũng đang cắt quân đang sang nhà của Gia Cát Kiên để harass rồi. Khi mà Gia Cát Kiên đang rất là mải đánh ở phía trên này thì có lẽ là nhà vẫn chạy dần về được thôi. Bên này thì Vincent cũng đang harass vào nhà của đại nhân rất là khó chịu. Cùng với đó Thành Biển Sâu ra cho mình ram để ủi vào nhà của Chicken Law. Thế trận đang là nhỉnh hơn về phía của team của Vincent. Bởi vì là Trung Quốc và Thành Biển Sâu trong cánh đã lên 3 thành công. Trong khi đó đại nhân cũng đã lên 3 nhưng chưa tập hợp được quân để thủ cho nhà của Chicken Law. Bên này thì Gia Cát Kiên cùng với Black Kaiser khi mà không cơ cấu lực để lên 3 thì rất khó đánh lại một con Trung Quốc đã có kỵ đời 3. Cái việc kỵ đời 3 của Trung Quốc nó là khá khỏe. Khi không có giáo bên này thì Vincent đang đi harass. Việc đẩy nhà Chicken No là Thành Biển Sâu lo. Bên này Thành Biển Sâu đang ra cho mình những chiếc ram thôi. Có lẽ là Chicken No đang rất khó để chống lại. Bởi vì nếu mà không có lỏ binh như mình đã nói, nếu không có lỏ binh hoặc là những con kỵ nặng thì những con nỏ binh này rất khó để có thể chống lại được 7 Medaam như thế này. Medaam đang chảy vào nhà của Chicken Law như nước. Ở đây đó là 8 nhà lính, rất là nhiều. Bên này thì Thành Biển Sâu đang ra cho mình những máy bắn đá rồi. Thôi, có lẽ là một dấu chấm hết cho Chicken Law ở đây. Khi mà Thành Biển Sâu ra cho mình được 2 cái máy bắn đá rồi thì nhà của Chicken Law có lẽ là sẽ lát sớm thôi. Với số lượng liên nỏ kể cả có đông đi chăng nữa thì cũng không có thể đỡ lại được.
khi giáp tầm xa của Medan đang là cộng 2 rồi. Phía bên này thì kỹ năng của Number rất là nhiều. Cùng với đó, Icy Flame đã xây cho mình những chiếc ram để ủi vào nhà của Jackin rồi. Phía bên này thì Vincent đi harass từ nhà đại nhân sang nhà của Black Kaiser, khiến cho Black Kaiser cũng đang không cứu được nhà của Jackin. Và đầu hàng phía từ phía của Chicken Law rồi. GG dành cho team của đại nhân. Khi mà đại nhân đã lên 3 thành công nhưng mà không ra được quân để có thể đỡ lại được quân của thành biển sâu.